xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài IBC với chương trình Sống Đời Sống Phật ngày hôm nay. Và giờ này xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2. Vậy thì ngoài yếu tố ba yếu tố tính hạnh nguyện thầy vừa trình bày, thì người phát tâm niệm Phật còn làm thêm điều gì khác nữa không? Như Đạo Phật, cảm ơn câu hỏi vừa rồi của cô học nhân. Thưa quý vị đó, trong kinh Di Đà đó, thì cô dạy là bất đắc dĩ thiếu thiện phước đức nhân duyên đắc sanh địa ngục. Nói một cách tóm lược đó, thì không thể dùng một cái chút ít nhân duyên phước đức mà có thể sinh về cái cảnh giới cực lạc. Điều đó cho thấy là muốn sanh về cảnh giới cực lạc, muốn vãng sanh về cảnh giới đó, ngoài ba cái yếu tố hết sức là quan yếu, tính hành và nguyện, và chúng ta còn phải phát tâm làm những cái việc lành để tích lũy công đức. Bởi vì nếu công đức mà không có nhiều á, thì cũng khó để mà vãng sanh. Chứ không phải là nói tôi niệm Phật mà tôi quên làm những cái công đức lành, tôi niệm Phật mà tôi không có nỗ lực để mà đoạn trừ cái ác, không được. Mà ngoài cái việc tin tưởng rồi phát nguyện và hành trì, tức là nhất tâm niệm Phật một cách bất loạn, còn phải nỗ lực làm những cái việc thiện. Thì trở lại khi nãy đó, chúng tôi có nói là Bồ Tát Long Thọ đã viết những cái đoạn tán thán về pháp môn tịnh độ, nhất là cảnh giới cực lạc, rất là hay. Ngài có nói rằng là những vị Bồ Tát ở cảnh giới cực lạc mỗi ngày trong ba thời cúng dường chư Phật mười phương, cho nên cô ăn xin cúi đầu đảnh lễ. Và nếu người trồng căn lành, nghi thì hoa không nở, mà kế lòng tinh thanh tịnh thì hoa nở, cho nên thấy Phật. Hiện tại Phật ở trong mười phương dùng các loại nhân duyên khen cái công đức của Đức Phật A Di Đà, cho nên cô cúi đầu quỳ mạng, tức là đảnh lễ. Rồi Ngài cũng nói rằng là cô ấy cực lạc trang nghiêm, rất là mầu nhiệm, rất là thù thắng hơn ở thiên cung, công đức rất sâu dày, cho nên còn cúi đầu đảnh lễ. Ngài đã tạo ra cái bộ luận có tên là Đại Trí Độ, và trong cái đoạn khai thị về cái pháp môn tịnh độ đó, thì Bồ Tát Long Thọ có viết là niệm Phật tam muội có thể trừ các thứ phiền não và những cái tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp ở quá khứ. Các pháp tam muội khác có cái môn trừ được những cái nghiệp này nghiệp kia, nhưng mà không thể trừ được cái nghiệp sân, hoặc giả là trừ được những cái nghiệp này nghiệp nọ, nhưng mà không thể trừ được tất cả những cái căn bản phiền não ở vô lượng vô số kiếp, mà chỉ có cái pháp môn niệm Phật tam muội mới có thể trừ tất cả những cái loại phiền não, dù là căn bản phiền não hay là tùy phiền não, đồng thời tất cả những cái nghiệp chướng trong quá khứ. Rồi Ngài còn nói rằng là niệm Phật tam muội nó có một cái công đức bất khả tư nghị, có một cái công đức rất rất là lớn, có khả năng độ tất cả chúng sinh. Và những vị Bồ Tát lớn mà muốn cứu độ tất cả chúng sinh, muốn diệt trừ tội chướng cho vô lượng vô số chúng sinh, muốn có được những cái công đức thù thắng, thì không có gì hơn đó là tu pháp môn niệm Phật tam muội. Đây là lời của một vị tổ, mà vị tổ này được 8 cái tông lớn tôn sùng là vị tổ của họ. Trong đó có Hoa Nghiêm, có Pháp Hoa Tông, vân vân. Những cái pháp môn như vậy đó, khi mà được họ công nhận và tôn sùng, Ngài Long Thọ là vị tổ lớn của họ, điều đó cho thấy là Ngài am tường tất cả mọi pháp môn, nhưng mà Ngài rất rất là đề cao cái pháp môn niệm Phật có một cái công năng giúp cho những người hành trì giải thoát được tất cả những cái
chướng ngại những cái khổ đau và có thể vãng sanh về cảnh giới tịnh độ, tức là cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Do vậy mà tất cả chúng ta nếu mà có duyên lành với cái pháp môn niệm Phật này thì cố gắng bằng cái lòng tin bất thối chuyển, cố gắng làm tất cả những cái việc thiện, đoạn trừ tất cả những cái việc ác, cố gắng nhất tâm niệm Phật và phát nguyện vãng sanh về cảnh giới cực lạc này. Đấy chứ. Thưa Thầy, nếu đã nói về những phương pháp để niệm Phật để mình có thể đến gần thêm một cái cảnh giới cực lạc đó, thì cũng có nhiều phương pháp phải không Thầy? Thì đó. Dạ, dạ, à, xin Thầy bổ sung có, thêm về những... Cảm ơn cô Nhập Phúc. Dạ. Có nhiều cái phương pháp lắm. Một trong những cái phương pháp mà chúng ta thấy được đề cập nhiều nhất đó là trì danh niệm Phật. Ngày xưa đó, thưa quý vị, khi mà vua A Xà Thế đó đã âm mưu để mà xuống ngôi của vua cha là vua Bình Sa La, còn gọi là vua Tòng Bà Sa La, lúc bây giờ là vương quốc của Ma Kiệt Đà, thì hoàng hậu Vi Đề Hy đó là mẹ của thái tử A Xà Thế cũng bị giam ở trong lãnh cung, ở trong cấm cung. Lúc đó thì ngài A Nan và ngài Mục Kiền Liên đã đến và Đức Phật cũng thị hiện đến nhân một câu hỏi của hoàng hậu Vi Đà Hy, làm sao để mà có thể sinh về một cái cảnh giới tịnh độ nào đó, thì Đức Phật như vậy cần phải phát nguyện niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Nếu mà niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà một cách nhất tâm bất loạn thì sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng với thánh chúng, ở trong đó có đề cập đến Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, Đức Bồ Tát Đại Thế Chí và với thánh chúng tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì ở đây đó, ngài Ấn Quang là một vị tổ được xem là sâu cùng, tổ thứ 13, có một cái tầm ảnh hưởng rất lớn ở trong cái tông tịnh độ đó, đã khuyên chúng ta là cần phải làm sao nhất tâm niệm Phật. Còn nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như là thật tướng niệm Phật, quán chiếu niệm Phật, mà trong cái pháp môn niệm Phật đó, tức là trì danh niệm Phật đó, có mặc niệm, có cao thinh, có kim cang đảnh, vân vân. Rất tiếc là thì giờ không cho phép chúng tôi đi xa hơn. Khi mà có cái cơ hội đó thì chúng tôi sẽ trình bày về những cái pháp môn niệm Phật như thế nào để giúp cho những vị mà có cái đức tin đối với pháp môn này có thể hành trì một cách tốt đẹp Di Đà Phật. Dạ, thưa Thầy. Như Thầy đã vừa giảng cho chúng con hiểu là pháp môn niệm Phật cũng như là pháp môn tịnh độ, phải không Thầy? Đúng rồi, đó, dạ, pháp môn niệm Phật còn gọi là pháp môn tịnh độ được thiết lập trên ba cái bộ kinh căn bản, đó là kinh Vô Lượng Thọ, rồi kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Dạ, thưa Thầy, vậy thì có phải pháp môn tịnh độ hoàn toàn là tự lực không Thầy? Không phải, bởi vì nếu mà cái pháp môn mà tịnh độ mà chỉ có tự lực thì thì tại sao không phải là tha lực, phải không? Mà nếu mà chỉ có tha lực không á thì tại sao mà phải tự mình tin, tự mình niệm và tự mình phát nguyện vãng sanh? Cho nên nó bao gồm cả tha lực, tức là được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có một cái tha lực. Nhưng mà tự lực của mình cũng là một cái phần rất rất là lớn, chứ không phải là chỉ dựa vào tha lực không thôi. Dạ, con này hiểu rõ thêm. Cảm ơn Thầy ạ. Cảm ơn Thầy. Chúng tôi cũng rất chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật trong những giây phút vừa qua. Nếu có những thắc mắc hoặc nhu cầu tâm linh hoặc ý kiến muốn đóng góp cho chương trình, xin mời quý vị hân hỷ liên lạc đến Trường Đường Ngữ, số phone là 714-890-9513 hoặc đến Trường Diệu Pháp ở số phone 626-614-0566. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xây tương thân tình trong đạo Phật tuy khác màu nhưng một tôn sư, hôm nay đây cùng